Phương xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại, chuyên mục Tâm sự Thầm Kín. Và đến với câu chuyện tâm sự của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe câu chuyện tâm sự có tựa đề Chồng để lại thư tuyệt mệnh rồi như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Thời gian qua tôi đã nghe một số bài của các chị em về chuyện chán chồng, vết nhà chồng và muốn ly hôn, muốn tìm đến một cuộc sống mới. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình để chị em có thể có cái nhìn tích cực hơn một chút. Tôi và chồng quen biết nhau qua một người bạn chung. Chúng tôi cùng bình luận về một bức ảnh của người bạn đó trên Facebook. Mà tình cờ làm sao cả hai trái quan điểm nên tranh cãi nhau. Tranh cãi trên trang cá nhân của người bạn đó chưa đủ, chúng tôi còn kết bạn với nhau để mà tranh cãi tiếp. Càng nói với nhau càng hiểu tính cách đối phương, rồi tôi bị hấp dẫn từ lúc nào không hay. Một năm đầu tiên chúng tôi chỉ nói chuyện qua Facebook, chê bai những bức ảnh của nhau. Mặc dù trong bụng thì ưng lắm, nhưng vẫn mạnh miệng ra vẻ không quan tâm. Cho đến một ngày, anh nói là sẽ đến thăm tôi vì anh cảm thấy đã đến lúc. Vậy là anh bắt xe về quê tôi. Tìm bằng được, tôi đang dạy bọn trẻ ở một ngôi trường cấp 1 nông thôn. Lần đầu tiên gặp anh ngoài đời, tôi thực sự choáng váng. Những ảnh mà anh đăng ở trên Facebook ấy, đa phần là do bạn bè tag anh vào. Vì thế trông anh không được đẹp trai và có phần thần thái như là ngoài đời. Quả thật là tôi đã yêu anh ngay từ cái lần gặp đầu tiên đấy. Có lẽ là anh cũng vậy. Vì sau lần đó anh nhắn tin gọi điện cho tôi rồi điên cuồng vì nhớ nhung. Yêu nhau một năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi nghỉ dạy để ra thành phố sống, chăm lo nhà cửa và trông coi cửa hàng giày thể thao của anh. Nhưng mà đến năm 2012, có một chuyện buồn ập đến. Chồng tôi nghe lời xúi giục của một số tay môi giới mà anh quen biết đã lâu, mang tất cả tiền bạc, cầm cố vay vốn để đầu tư vào một lô đất. Nửa năm sau anh phá sản, lô đất bị đem đi bán với giá rẻ mạt. Căn nhà 2 tầng 1 tum mà bố mẹ anh bán mấy trăm mét đất ở quê để mua cho anh làm nơi an cư lập nghiệp và cưới vợ, cũng phải bán đi để trả nợ. Bỗng dưng vợ chồng tôi tay trắng, lại thêm một khoản nợ hơn 300 triệu bám sau lưng. Tôi lại mang thai tháng thứ 7. Tuy sắp được đón đứa con đầu lòng mà cả hai vợ chồng mong ngóng, nhưng niềm vui này cũng chẳng khỏa lấp được nỗi buồn. Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ chật chội trong ngõ hẻm để sống. Suốt một tháng đầu, tôi luôn chỉ trích anh ham giàu nhanh, không suy nghĩ và tính toán, ngu dốt thám lợi. Không từ ngữ nào mà tôi không nói được. Lúc đó tôi stress nặng vì lo sắp đến tháng sinh con không biết ở đâu. Về quê thì xấu hổ với họ hàng, mà ở lại thì biết lấy chỗ nào cho mẹ tôi ngủ khi lên chăm cháu đây. Chồng tôi lầm lì, vợ nói gì cũng kệ. Anh không đi làm gì hết, anh chỉ ở nhà chán nản và buồn rầu. Tóc không cắt, râu không thèm cạo, không ăn uống gì cả. Người anh gầy dọc đi trông thấy. Bố mẹ chồng từ quê ra nhìn thấy anh như vậy thì xót lắm. Ông bà nói sẽ bán căn nhà quê cho anh đi lấy tiền trả nợ. Chồng tôi hỏi là bán nhà xong thì bố mẹ ở đâu? Mẹ chồng tôi bảo là bố mẹ già rồi, sống được bao lâu nữa đâu. Ở tạm chỗ nào chẳng được. Chỉ cần con trả hết nợ, có động lực tu trí làm ăn là được. Nhưng mà chồng tôi không đồng ý để cho bố mẹ bán nhà. Mẹ chồng tôi dúi vào anh vài triệu, do bà bán hai chỉ vàng tiết kiệm được rồi ra về. Tôi không hề biết một tháng đó, đêm nào chồng tôi cũng khóc. Anh ngồi ban công phơi quần áo, đóng chặt các cửa và chùm chăn kín để khóc. Anh khóc vì hối hận và vì bất lực. Lúc vô tình nhìn thấy cảnh đó tôi cũng đã khóc. Tôi cũng hối hận vì đã bất lực và chỉ trích mắng mỏ anh quá nhiều, mà không hề biết là cái người bị stress nhiều nhất đó là anh. Là vợ chồng mà tôi chưa giúp được gì, chỉ gây thêm muộn phiền cho anh thôi. Sau hôm đó tôi không mắng anh nữa. Tôi lên mạng, nhận làm đại lý bán hàng online và chăm chú vào công việc với hy vọng kiếm được đồng nào hay đồng đấy. Chồng tôi vẫn ở nhà, không nói không cười và không ăn gì cả. Cho đến một ngày, khi tôi ngủ chưa dậy thì không nhìn thấy anh đâu. Tôi tìm khắp nơi quanh khu nhà trọ cũng không thấy.
Tôi rất lo lắng vì hơn một tháng qua anh không hề ra khỏi nhà. Khi quay lại phòng, tôi phát hiện một lá thư viết ngoạch ngoạc trên bàn, nằm bên dưới điện thoại và ví tiền của anh. Mở thư ra đọc, tôi bàng hoàng với những gì anh viết. Đó là lá thư tuyệt mệnh của anh. Anh nói anh hối hận và bất lực. Anh là nỗi ô nhục của gia đình. Giờ chỉ có chết đi, anh mới không làm khổ ai nữa. Anh xin tôi tha thứ. Bảo tôi dùng tiền anh để lại mà sinh con, xong thì gửi con cho bố mẹ chồng, rồi tìm ai đó tốt và gửi gắm nốt phần đời còn lại. Anh không làm tròn trách nhiệm của một người con, người chồng và người cha. Anh xin tôi nói vài lời nhẹ nhàng với bố mẹ anh, để ông bà không quá đau khổ. Tôi khóc như mưa khi đọc bức thư đó. Nỗi sợ hãi lan tràn. Tôi gọi hết cho người này đến người nọ, trong cơn tuyệt vọng, để nhờ họ đi tìm anh. Nhưng chẳng ai tìm thấy cả. Cả ngày hôm đó bụng tôi đau như sắp sinh, xong tôi cũng không còn đủ sức để mà đến bệnh viện khám. Tôi chỉ biết ngồi gào khóc trong phòng. Còn bên ngoài kia từ bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, đến anh em bạn bè đều đang đi tìm chồng tôi. 11 giờ đêm có tiếng cạch cửa. Tôi cứ tưởng bố mẹ tôi đến, nhưng ngước mắt nhìn lên lại chính là chồng. Anh đứng trước cửa, cắt tóc và cạo râu, trên tay cầm một túi chân gà nướng, món mà tôi thích nhất. Thấy tôi nằm trên sàn nhà, anh vội vã lao đến và bế tôi lên giường. Tôi quĩnh quáng ôm lấy anh. Khi ôm chặt anh rồi, tôi mới thầm thở phào và cảm tạ ông trời đã đưa anh trở về lại với tôi. Biết mọi người đang đi tìm, anh vội vã gọi điện cho tất cả để xin lỗi và giải thích. Lời giải thích của anh là anh ra ngoài đi dạo, nhưng mà chắc tôi không biết cho nên là tôi lo lắng, nên làm ầm ĩ mọi chuyện. Chỉ có tôi là biết anh đã có ý định tự tử thật. Sau khi gọi điện trấn an lại bố mẹ chồng, anh rất bình thản kể cho tôi nghe chuyện ngày hôm nay. Cả buổi chiều, anh đã đi bộ lang thang khắp nơi. Sau rồi anh đi đến cầu Long Biên. Nhưng khi anh đứng ở đó, anh không đủ can đảm để nhảy xuống. Anh biết là chỉ cần nhảy xuống là giải thoát cho mình. Nhưng anh biết bố mẹ và tôi sẽ rất đau lòng. Anh còn chưa nhìn thấy mặt đứa con của mình nữa. Một bác xe ôm nhìn thấy anh đứng ở trên cầu nên đã kéo anh lại để hỏi chuyện. Anh kể hết với ông ấy. Ông ấy đã đưa anh đi ăn bữa tối. Sau khi tâm sự xong, anh cũng vơi đi được phần nào. Lúc đó anh lại cảm thấy tại sao người đàn ông chạy xe ôm nghèo khổ này vẫn lạc quan như thế. Dù ấy còn khổ hơn anh, tuổi cao, gầy yếu hơn, nhưng ông vẫn yêu cuộc sống này. Vậy mà anh lại nản chí chỉ vì vấp ngã đầu tiên trong đời. Thế nên anh đã lấy lại được tinh thần. Thấy anh ổn rồi, bác sẽ ôm cho anh tiền đi cắt tóc. Cắt tóc xong còn thừa ít tiền, anh đi mua chân gà cho tôi rồi đi bộ về. Từ hôm đó anh bỗng nhiên thay đổi. Anh bắt đầu đi tìm việc. Trong thời gian chờ phỏng vấn, anh đi bốc vác hoặc phụ hồ để có tiền trang trải chi tiêu hàng ngày. Cuối cùng anh cũng nhận được vào làm nhân viên kinh doanh ở một công ty bất động sản có tiếng. Ở vị trí này, lương cơ bản của anh chỉ được gọi là hỗ trợ tiền ăn trưa và xăng xe. Không đáng bao nhiêu công sức phải bỏ ra. Nếu mà bán được căn nào thì anh mới có tiền hoa hồng căn đấy. Khi nghe điều kiện đó, tôi đã cảm thấy bất khả thi và chán nản. Nhưng anh vẫn làm hăng say. Và rồi chồng tôi thành công với công việc đó. Khi anh khoe số tiền hoa hồng của căn hộ đầu tiên anh bán được, tôi gần như không tin vào mắt mình. Thực sự tôi không tin là anh có thể thành công. Bởi vì cái công việc này cũng đã có rất nhiều người làm, và cũng rất nhiều người cũng đã từ bỏ. Kiếm được một khoản kha khá, chúng tôi không vội trả nợ mà mở một cửa hàng bán quần áo, đồ sơ sinh cho mẹ và bạn. Lúc này tôi đang phải ở cữ. Một mình chồng tôi loay hoay vừa đi làm công ty, vừa sắp xếp đồ đạc và lên kế hoạch quảng cáo cho cửa hàng. 2 tháng đầu tiên ế ẩm, và chồng tôi nợ tiếp 40 triệu tiền duy trì cửa hàng. Tháng thứ 3 tôi vừa trông con, vừa bán hàng và quảng cáo trên mạng.
Cũng may là nhờ tôi đang nuôi con nhỏ nên có kinh nghiệm tư vấn cho mọi người, cửa hàng đã bắt đầu được chú ý và có lãi. Cuối năm 2013, cuộc sống của chúng tôi có chút khởi sắc. Đến giờ, khi đã mua được một căn hộ chung cư 80m², mặc dù vẫn còn nợ một khoản tiền lớn trong ngân hàng, nhưng tôi cũng đã mãn nguyện khi mà nhìn thấy tương lai của mình có thể trả hết nợ và lo được cho con cái đến trường. Tôi nhận ra một điều rằng, lúc khó khăn nhất, người chồng cần vợ ở bên biết bao nhiêu. Đó là thử thách lớn nhất của cuộc sống hôn nhân. Chỉ có ở bên nhau, đồng lòng giúp đỡ và động viên nhau, thì vợ chồng mới có thể cùng nhau vượt qua được chông gai. Vì thế các bà vợ, đừng có thấy một chút khó khăn đã vội buông xuôi nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự chia sẻ của tôi. Chúc chị em đang gặp trục trặc với hôn nhân sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện tâm sự. Chồng để lại thư tuyệt mệnh rồi, anh đã có ý định đi tự tử. Sau rất là nhiều những cái stress của cuộc sống, sự nghiệp bấp bênh, không ổn định, và những cái mà mình làm nó không thuận theo ý mình, nó cứ liên tục gặp thất bại. Đó là cái điều mà khiến cho chúng ta chán nản nhất. Hồng Nhung có thể chia sẻ một cái điều như thế này. Tình cảm, nó có thể rất là nồng cháy, cháy bỏng trong một cái thời gian nào đó, rồi nó sẽ qua đi. Cái còn đọng lại đây là những cái mà chúng ta đối xử với nhau, những cái tình, cái nghĩa. Còn cái tình yêu nó vụt qua rất là nhanh, nó chỉ có giai đoạn của nó thôi. Nhưng mà cái mà khiến chúng ta duy trì cuộc sống này, kể cả tình yêu lẫn gia đình lẫn mọi thứ trong cuộc sống, đó là kinh tế, đó là tiền. Và khi mà một khi mà tiền nó đã không ổn định, nguồn tiền nó đã không vào, thì chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vọng và bế tắc với cuộc đời. Và cái công việc ấy, bao giờ chúng ta cũng phải đặt lên trên hết. Dĩ nhiên thì chúng ta cũng phải cân bằng giữa công việc và gia đình, tình cảm. Nhưng mà cái công việc thì bao giờ nó cũng sẽ có chiếm cái phần nhỉnh hơn. Vì nó là cái yếu tố tiên quyết để quyết định mà. Không có nó thì chúng ta chả nói được cái gì mạnh cả. Và trong trường hợp này cũng vậy. Anh ấy bị thất bại trong cái việc làm ăn. Và lại hơn hết là cái người phụ nữ bên cạnh suốt ngày chỉ chiết, nói anh ấy. Rồi bla bla rất là nhiều khiến cho anh ấy căng thẳng. Anh đã để lại cái thư tuyệt mệnh và đã có ý định đi nhảy cầu rồi. May sao mà cô đã tỉnh ra, cô nghĩ ra, cô đi tìm kiếm anh ấy và gọi anh quay trở về. Rất là may mắn là cô rất nhanh chân. Chứ chỉ Hồng Nhung nghĩ là chỉ muộn hơn một chút nữa thôi, cái luồng suy nghĩ đến cứ cuốn anh ấy đi. Và anh ấy sẽ gieo mình xuống cái dòng sông bất cứ lúc nào mà chúng ta không thể nào mà ngăn nó lại được. Cái gì nó cũng sẽ đến, và rồi nó cũng sẽ qua. Chúng ta cứ nghĩ lạc quan trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta sẽ đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Hồng Nhung đã đọc được một câu rất hay trong một cuốn sách của tác giả John Gray, có tựa đề là Quẳng gánh lo đi và vui sống. Thì trong đó ông có một cái câu rất là hay, đó là nếu một cuộc đời cho chúng ta một quả chanh thì chúng ta hãy biến nó thành một cốc nước chanh. Đó. Dù nó có chua chát như thế nào, nó có đắng cay mặn ngọt nào, chúng ta sẵn sàng đón nhận hết. Và chúng ta sẽ biến những cái khó khăn trong hoàn cảnh đó thành cái động lực, thành cái tiền đề để chúng ta cố gắng vươn lên, vượt qua những cái khó khăn đó. Vì cuộc đời của ai Nhung nghĩ là cũng sẽ có những cái bước thăng trầm. Tùy vào từng năm, nếu mà chúng ta nói về tâm linh một chút, nó sẽ là về cái vấn đề về sao, về số. Đến cái tuổi đó, đến cái năm đó sẽ gặp những cái hạn. Nếu mà không về vấn đề tiền bạc công việc thì nó sẽ về vấn đề tình cảm, và nó sẽ không thuận. Hoặc là chúng ta vẫn làm công việc nhưng mà chúng ta không có cái sự để ra như là những cái năm khác. Đó. Thì chúng ta cứ nghĩ lạc quan lên là cuộc đời nó như cái đồ thị hình sin ấy mà. Lúc nó lên, lúc thì nó xuống. Và nếu mà nó xuống thì chúng ta cũng phải chấp nhận, mỉm cười để xuống cùng thôi. Rồi cũng sẽ có lúc nó không xuống nữa, nó sẽ phải lên. Nó sẽ đưa chúng ta lên đến một cái bậc thăng hoa khác. Vì thế nếu mà chúng ta đã chấp nhận lấy nhau, ở bên nhau, thì chúng ta phải chịu đựng, tôn trọng lẫn nhau, đừng có chì chiết. Nam nữ bình đẳng, ai cũng thế thôi. Chúng ta không mắng mỏ gì nhau cả. Khó khăn thì cùng nhau nắm tay và vượt qua. Động viên nhau trong những lúc như thế thì nó mới là một cái tình cảm chân quý, quý vị ạ. Và cô ấy sau những cái sai lầm của mình, cô đã rút rút kinh nghiệm và cô ấy, đã chia sẻ những cái câu thật lòng của mình nhất xuống những cái dòng cuối cùng mà Nhung vừa thể hiện gửi đến quý vị rồi.
Hồng Nhung nghĩ là qua câu chuyện này thì chúng ta sẽ mỗi người có những cái chiêm nghiệm khác nhau về tình yêu, về hôn nhân và về cuộc sống này. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Hồng Nhung trên Audio Hải Ngoại vừa nãy. Và chúng ta sẽ còn gặp lại Hồng Nhung với nhiều câu chuyện tâm sự khác nữa sẽ có trên Audio Hải Ngoại vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Bây giờ thì thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.